số hình ảnh những cái bonsai ở trong cái khu di tích lăng mộ của Nguyễn Chính Sắc. Một cái gì luôn. Cái góc quý vị không đeo hòa giang. Khế gốc rất là to nhưng không bằng cái gốc khế 300 năm.
nghệ thì gần 300 tuổi. Đi trong cái khu lăng mộ di tích quốc gia cùng kho bạn của danh sách. Gốc khác của cây khế 300 năm tuổi, nó nằm bên tay phải của khu mộ của cô bảo người chính xác. Bên bên trái là cái cây sâm gần 400 tuổi. Rất là nhiều cái cây cảnh ở trong khu mộ của cô bảo người chính xác. Sao chắc còn tuổi đời rất là lâu, bởi vì là dốc rất là to. Video của Quang Vũ tới đây cũng xin kết thúc. Cảm ơn các anh chị, các cô chú đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Chúc cả nhà sức khỏe, thành công mới trong năm mới.